Mazda 6 nâng cấp, giấy kính, led dàn chân kính và chống chói. Xe cung cấp nên đã có sẵn cổng chờ đây dành cho Mazda 6, có mình chỉ việc cắm vô cái là lắp đặt giấy gương, led dàn chân kính cho Mazda 6 cực kỳ nhanh và gọn lẹ. Chủ xe không hài lòng với dòng bi theo xe quyết định nâng cấp lên đi nghe la 5 dành cho Mazda 6. Đi kèm đó là vòng led 360 độ màu đỏ bên trong, bóng D3S 4.000 bảng để xe, được chủ xe thay bằng dòng UVS D1S 5.700 k rất đẹp, rất là phong cách đúng không các bạn. Ánh sáng trên xe đường phố rất là đẹp. Dòng đường phố này mình được canh chỉnh là bên trái đường cát và bên phải đường cũng phải từ vị trí cao hơn một xíu do yêu cầu chủ xe muốn đường cốt cao hơn và pha cao hơn, pha rất là cao, pha Hella đặc biệt là rất là cao hai bên trái.